Asantam Parachan Khacha Tika Te Se Thu Tham Bang Anukam Vimang Pacham Sant Tham Ma Perin Vinayan Chakayam Sut Tan Chapan Thang Abhitham Acham Akutayanto Chathu San Chadandang Đăng Pháp vô tha nãy dê Parisa ya chúng sanh tất cả bồn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ chờ lố mộng đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhân lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngại dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa âm phổ cập đám mưa lành lưới khắp thế gian bởi những cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy đăng đàn thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng đức đến thầy. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Bụt Thà Nam mô Tham Ma Nam mô Sang Khai dạ, kính lễ Sĩ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng trong rung. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục phần vào trình tâm, phần cũng sắp hết rồi, sắp hết phần vào trình tâm. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi Sammā sambuddhaṃ tulaṃ sasattaṃ maganuttamaṃ Apivādipāsisaṃ apithammattasanghaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa định trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Dạ, và chương trình chúng ta tiếp tục như cũ ha. Cô Nhật Quỳnh boss bài lên nè, xin mời tất cả quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc Pali trước ha. Được nhiều phước báo. Dạ. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khà dạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cô Đường Đạo cùng quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào thầy kinh và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con cũng xin đọc bài hôm nay ạ. Appana dạ đây con kéo xuống Abana Chawana Ware Bana Vi Phu Ta Vi Phu Ta Phê Đô Na Ti Ta Tha Ta Đà Lâm Ba Núp Ba Đô Cha
trong phương cách diễn tiến của cháo quá ná áp bát na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na năng át thành năng anh nhá ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma go ta phù na mê na chát khát tùng tích khát tu mê quá hoa gia thác ca măng ức bát chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha măng hoa chấp bị sa tí ma hạt gia ta lồ cút ta ra cha quá nề su gia thà phi nì hà ra qua xề na dằn kinh chi cha qua nàng ập ba nà quỳ ti mồ ta ra ti ta tổ ba rằng ập ba nà qua xà nề pha quằn ga bà tổ qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha qua na thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba rí cầm má cận hành u bá cha rá thuận thứ á nu lô má và chuyển tánh gô trà phu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cha quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiện và siêu thế nhập vào tiến trình thiện tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Ma nô đòa rê quỳ thi chích tắp bá quát tí na dô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Ma nô đòa rê bá na gia đi quý phụ tạ ta mà lầm bá năng a ba thăng a gắt cha tí ta tô ba rằm phá hoàng ga cha la na ma nô đoa ra quách cha na cha wa na wa sa nê ta đa rằm ma na ba ca ni ba quách tành tí ta tô ba rằng phá hoàng ga ba tô a quy phù đề ba na lầm ba nề cha qua na qua xa nề. Pha hoàng ga bà tô qua hồ tí nát tí ta đà lầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn cục đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồn cha quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt chích tà ni tì nề quá chích ba đa đa sê ri ta quýt tha rê na ba na thê ca chát ta li sa quý phà quá dê a ya mét tháp ba rít ta cha wa na wa rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ, appana, quỳ thi chích tắp báo quát tí na dô, tiến trình tâm an chỉ. Và con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Con kính cảm ơn thầy. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 2. Tát tha sổ manas sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng ấp ba na bi sổ manas sa sa ha ga ta wa bà ti cần khi tắp bà. Ubek kha sahagata chawana nan tarang ubek kha sahagata watatha bikusala chawana nan tarang sala chawana che waheti mạnh cha pha la ta yama be tikriya chawana nan tarang kriya chawana arahata pha lành cha áp be tik. Ở đây tức khắc quả ná với thọ hỷ, một trái quả ná pa na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một trái quả ná đồng phát sanh với thọ xả, một trái quả ná ấp pa na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trái quả ná ấp pa na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trái quả ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trái quả ná hành sẽ có một trái quả na hành và quả a la hán nối tiếp. Bát tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bách kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ tha cha sầm phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cạ liên hợp với thọ 32 loại tâm khởi phát. Bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền duy tắc sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bu thu cha ngà na sách khà nằng cà ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu cà ma kriya tổ vi ta ra gà nằng áp ba nà. Ayame thamano đoà rê quỳ thi chít tắp ba quát ti na yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xề khắc tâm quả ấp bá na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân Thầy, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào Thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Đoạn 1. Appana Yawana Ware Pana quy phù ta quy phù ta phê đồ nát thi ta thà ta đà làm ba núp thà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná áp bá nà, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh ta ta hi nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang at thành nang anh ya ta ra mình pa ri kam mu pa cha ra nu lo ma wo cha phu na me na cha tup khat tum tik khat tu me wa wa cha thak ka mang up pat chit toa ni rút thề ta đa nành ta ra mề quá gia thà ra hằng cha tút thằng thành cha mang quà
chabbi sati mahakata lo uttara chawa ne su yatha phini ha rawa se na yang kinh chi yawa nang apana vi thi mô tarati tato parang apana vasa ne pha hoàn các hà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trao át thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikhamma cận hành upachara thuật thứ anuloma và chuyển tánh vô tra phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm trao quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy theo sự cố gắng thích ứng. Manot đoà rê vì thi chít táp ba quát ti na yô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manot đoà rê pha na ya đi quy phù ta mà lầm ba năng a pha tham a gác cha ti ta tổ pha răng pha hoàn ga cha la na. Manot đoà ra quách cha na cha qua na quá xa nề ta đà rầm mana pa ca ni pa quát tành ti ta tổ pa rằng pha hoàn gáp pa tổ a quy phù tề pa na lầm pa nề cha quá na quá xa nề pha hoàn gáp pa tổ quá hồ ti nát thi ta đà lầm ba nốt pa đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Sau khi chập phá oan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt. Sau đó chìm biến vào phá oan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá oan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt, mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vithi chitta ni ti ne wa chittupha da da se rita vitha re na panethe kachatta li sa vipha wa ye ayametha parita cha quan na wa ro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình được tâm được dạy sẽ giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quá ná phụ. Appana vi thi chít táp ba quát ti na yô. Tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo. Dạ, con kính lễ lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính lễ lễ Sư Trí Đức, con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn là hữu đã cho biết tín hiệu âm thanh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sô ma na sa sa ha gát ta cha quá na nằng ta rằng ấp ta na tí sô ma na sa sa ha gát ta quá ta tí cần khi tập bà u bách khà sa ha gát ta cha quá na nằng ta rằng u bách khà sa ha gát ta quá tát thà tí cú sa la cha quá na nằng ta rằng cú sa la cha quá nằng chề quá hết thi mằng cha sa lắc ta gia mắt tề tí khi già cháu quá nà nàng ta rằng khi già cháu quá nàng a ra hát ta phá lành cha ấp tề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ,
một cháu na appana sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cháu na đồng phát sanh với thọ xả, một cháu na appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu na appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu na thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu na hành sẽ có một cháu na hành và quả a la hán nối tiếp. Đoà tình sa su khắp buồn nhầm hà đoà đa sô tất khắc cà pa rằng su khi ta khi giá tổ áp tha chá sầm phồn tí u tất khắc cà. Sau tâm thiện có ba nhân như hề túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện suy thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Cuối thức cha nà ná sách khà nằng cà má phùn nhà tí hề chú tồ tí hề chú cà cứ giá tồ quý tá gà gà nằng ấp bá nà á giá mét tháng má nồ đòa rề vì thí chí tắc bá quách tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp bá na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phong cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ kính chị ông thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào thầy kinh cùng quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Em xin chị Nhật Huỳnh bố bài cho em ạ. Apana chakwana quare pana. Con sợ cái mic con không rõ ạ. Apana chakwana quare pana vi phụ tà vi phụ ta phê đồ na thi ta 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 ba làm ba lu pa đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của trá quán á appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hì nành na sầm pa chú tà cà mà qua cha ra cha quan nà nàng áp thà nàng ảnh nhát tra mình pa rê cà mu pa cha ra nu lô ma go cha phu na me na cha tu kha tu ti kha tu me wa ji wa ya tha ka mang upa chi toa ni ru thể ta đa na nan ta ram me wa ya tha ra hằng cha tu thằng bành cha mang wa cha bi cha bi sa ti ma a ga ta lo ku ta ra ya we wa ne su ya tha phi ni ha ra wa ne se na yang kin chi cha wa nang a pa na wi ki mo ta ta ti ta to pa rang a pa na wa sa ne pha wan ga pa to wa hu ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trá quán á thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự hoặc ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikama, cận hành upachara, thuận thứ anoma và chuyển tánh gotrafu. Tức khắc xong chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm trá quán á nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng.
Mano đoa re huy thi chita pa quati tina yo tiến trình tâm khởi pháp xuyên qua ý môn. Mano đoa re panaja di vi phu ta ma lam ba nang apa thang a gách cha ti ta tổ parang pha quan ga cha lam cha la na man no ra ra wa cha na cha wa na wa sa ne ta da ram ma na pa ka ni fa wat pa wat tan ti ta to pa rang fa wan ga pa to a wi phu te pa na lam ba ne wa cha wa na wa sa ne pha wan ga pa to wa hu ti na thi ta đà làm ba nu pa đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chặt phá quá ná dao động ý môn hướng tâm và chả quá ná chấm dứt sau khi chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến và phá quan gá sau luồng tâm trả quan á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Chị huy chi huy thi chi tà ni tì nề qua chi tu pa đà pa sê ri tà huy thà rê na pa nề thề ca cha cha ta li sa huy phà qua chê Aya metta parita cha vanna waro, ba phương cách mà 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha vanna phổ apana vithi cha tapavati nayo tiến trình tâm an trị. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân sư và thầy kinh cùng quý đạo hữu. Kính tri ân chị Nhiệt Hình đã post bài. Xin mời bạn ra Nhiệt Hạ. Con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 2. Tát thá so manassa sahagata chawana nanta rằng appanna biso manassa sahagata wappa tikhan khi tập bà ubekha sahagata chawana nanta rằng ubekha sahagata wappa wattatha bikusala chawana nanta rằng kusala chawana je wahet thi man chafalatta yamabbe ti kriya 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 chawana nanta rang kriya chawana arahata phalan cha appeti. Ở đây tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát, sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chawana appana thiện sẽ nối tiếp sau một chawana thiện, và trong trường hợp ngộ, samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chawana hành sẽ có một chawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Tìm sắc xuất khắp buồn nhầm hà đòa đa sô bét khác cả ba rằng sukhita kriyato attacha samphon ti ubekkha. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm
một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Buddhuchana nasakha nang kama bunya tihe tu to tihe tu kama kriyato vitara ganang appana ayamethamano doare vi thi chit tappavattinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, sơ khá, tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Thần Mai, cảm ơn cho Nguyễn và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn đã post bài đoạn 1. Bana chawana ware bana vi phu ta vi phu ba phê đô mát thi ta tha ta đà lâm ba nức ba đô cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thành nang anh nhã ta ras min ba ki ba ri cam mu ba cha ra nu lo ma go tra phu na me na cha tu khất tâm tu mê qua bà gia thà gia thất cà mằng út bắc chí tòa ni ru thề ta đa nằng ta ra mê qua gia thà ra hằng chắc tuần thằng bành cha mằng và cha vì xà tí ma hắc gà ta lô cút ta ra cháu qua nề su gia thà vì nì hà ra qua xề na dằng kinh chi cha qua nằng áp ba na quỳ thi mồ ta ra ti ta tổ ba rằng áp ba na sao qua xà nề pha hoàng ga bà tổ qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tâm tám cha qua nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba ki cam ba ri cam má cận hành upachara thuận thú anuloma và chuyển tánh gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano vi thi chittappavatti nayo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano do re ba na ya di vi phu ta ma lam ba nang a ba thang a gat cha ti ta to ba rang pha hoàng ga cha la na ma no do ra quắc cha na cha wa na wa sa nề ta đà lâm ma na bà ca ni ba quắc tần tí ta tô ba rầm pha hoàng ga bà tô a quy phù tề ba na lâm ba nề cha wa na wa sa nề
pa wang ga ba ta to qua hồ tí na tí ta đà làm ba nước ba đồ tí. Trong y môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, đăng ký khởi phát khi chập cháo quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quan á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan hóa. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan hóa gá, sau khi luồng cháo quan á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vichitta ni tì nê quá chích tức bà đà đa sê rí tà quý thà rê na ba nét thề ca chách tà lì xá quý phà quá dề a yá mét thá ba rí tà chá quá nà quá rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ Appana quý chí chí tắp ba quá ba quá tí na dồ, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con mong thầy sửa lời dùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, cảm ơn trong những đã post bài. Dạ, bây giờ mình tự xin mời bàn tay của Tina. Dạ, năm bốn sai, dạ. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy Kinh và quý cô tu nữ, con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Tathāso manassasaha gatta cawa cawa na nanta rằng apana piso manassasaha gatta wa pati kang kita pa upeka saha gatta cawa na na nanta rằng upeka saha gatta wa ta pi ta ta pi kusala cha quá nan na nan ta rằng khu sa la cha quá nan che quá hết thi mình cha phát lan ta cha mập về ti kriya cha quá na nan ta rằng kriya cha quá nan arahat tam phát lan cha áp về ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá na với thọ hỷ, một cha quá na appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cháu quá nát đồng phát sanh với thọ xã, một cháu quá nát appana liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá nát appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá nát thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp khởi phát, sau một cháu quá nát hành sẽ có một cháu quá nát hành và quả a la hán nối tiếp. Tình tình sa su ka bun bun nhằm hà đò đa su pe ka ka pa rằng su ki ta kri ya tu at ta cha sam bon ti up pe ka ta sao tâm thiện ba nhân ti ti hệ tu ka liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc và cộng 28 thiện siêu thế. Con thấy được. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Puthu cha na na se ka nang ka ma pun nya thi he tu to
ti hệ tuk ca mát rít gia tô vi ta ra ga năng áp na ayam mét tháp mà nô đồ rê vi ti chi tắp pha vát ti na yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sách khác, tâm quả appana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con kính tri ân ngài trí, tri ân thầy và đạo tràng. Con xin mời vị trí tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ ngài trí đức. Con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa, con xin phép đọc bài ạ. Đoạn 1. Áp bá na cha quá ná hòa rề bá ná quý phù tà quý phù tát rề đồ nắp thí tát thà tát đà làm bá nút bà đồ chát. Trong phương cách diễn biến của cha quá ná áp bá na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Thái hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thành nang an nhất ta ra min pa ri cam mu pa cha ra nu lo ma go tra phu na me na cha tuk khắc tùng tít khắc tùng e wa wa ya thắc ca mang up pa chít tòa ni vút thề ta đã nành ta rằng e wa ya thà ra hằng cha tuk thằng cha mằng và chấp phì sa tí ma hắc ga ta lô gút ta ra cha quá nề su giá thà phi nì hà ra quá xề na dằn kình chi cha quá nằng áp ba nà quỳ thi mồ ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà quá xà xề phá hoành ga bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikamma, cận hành upachara, thuận thứ anuloma và chuyển tánh gotrafu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cha quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề quỳ thí chít tắp bá quát tình. Sao con bị nhảy ra mất tiêu rồi? Mano đoà rề quỳ thí chít tắp bá quát tí ná dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề bá ná giá đi phí bù tá mà lầm bá nặng à bà thằng à gách chá tí tá tổ bá rằng phá gành quá chá lá ná má nô đoà ra quá chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm bá ná bà cà ní bá quá tành tí tá tổ bá rằng phá hoành gá bà tổ áp quý phụ tề bá nà lầm bá nề cha quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tổ quá hồ tí nát tí ta đà lầm bá nút bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối, có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng cháo quá nái chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh.
quỳ thí chích tà ní tì nề quá chí túc bà đà đá xề rí tà quýt thà rề ná bá nét thề cá chất tà lì xá quý phà quá dề. Ayamet Taparit Tachawana Waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana Phụ Pana Quỳ Thí Chích Tắp Bá Quách Tí Ná Dô tiến trình tâm an trì. Dạ thưa con đã đọc xong, con xin nhường vị kế tiếp ạ. Xin kính tri ân cho Nguyễn đã bố tài. Dạ con xin kính tri ân thầy. Dạ Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tri Đức. Xin chào thầy Trinh. Xin chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cho những nhà thiền nữ Hồng Mai cho biết thương hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 2 ạ. Tát Thá Sư Má Ná Sá Há Giá Tá Chá Quanh Chá Quá Nà Năng Tà Răng Ấp Ba Na Bi Sô Ma Na Sa Ha Ya Ta Va Ba Ti Căng Khi Khi Tập Ba Vô Bích Kha Sa Ha Ya Ta Cha Wa Na Nang Ta Rang Vô Bích Kha Sa Ha Ya Ta Va Ta Tha Bi Cú Sa La Cha Wa Na Nang Ta Rang Cú Sa La Cha Wa Nang Chê Wa Hết Ki Măng Cha phá lát ta giá mắt bề tí khí già cha quá nà nằm ta rằng khí già cha quá nằm a ra hát ta phá lần cha bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná phá nà sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một chá quá ná ấp phá na liên hợp với thọ xã ấp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp phá na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện và trong trường hợp chứng ngộ. Xá mà bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát sau một chá quá ná hành. Sẽ có một cháu nó hành và quả A-la-hán nói tiếp. Đá quá tìm sát số khá tùn nặng hà đòa đá sô bách khá ca ba răng số khí ta lý giá tù ác thá cha sầm bồng tí vô bách khá ca sao tâm thiện có ba nhân tí hề tu ca liên hợp với thọ hỷ, 32 nội tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện sư thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xã, 12 nội, 1 nữ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 nữ thiện sư thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 nội, 4 thiện duy tác sắc cộng 4 thiện A-la-hán quả và sáu tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có sáu loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bốn cộng ngũ thiền a la hán quả. Ba thút sa na na sét kha năng ca ma tu nhà tí hề tu tô tí hề tu ca ma ri ya tô vi ta ra ya năng ba na A ya me tha ma no do a re vi thi tập ba quát tí na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khác
tâm quả ấp ba na ta khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh và ý nghĩa. Dạ cảm ơn thầy Kinh, dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã bóp bài ạ. Dạ con xin gửi nấp lại cho đại tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính chào thầy Kinh, Nhật Bình kính lễ cô phụ nữ Phúc Hạnh, Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ. Con xin được trả bài đoạn 1. Abana chavana wa re bana vi phu ta vi phu ta phê đồ nát thị ta thà ta đà lâm ban nấp bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của chavana abana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hít nhà na sam ba yo ta ca ma va cha ra cha qua na nang a than nang an nhat ta ras min pa ri cam ma cam ma cầm cầm mu bà cha ra nu lô ma go trắc phù na mê na chát tốt khát tâm tích khát tu mê quát qua gia thà gia thát cam măng ấp ba chít tà ni ru thề tát đa nành ta ra mê qua gia thàng chát tốt thành bàn cha măng cha qua chấp bì gia tị ma hát gia ta lô cốt ta ra cha quán nề su gia thà phi nị hà ra qua sề na dằng kinh chí cha qua nằng áp ba na quỳ thi mô ta ra tị ta tờ ba răng áp ba na qua sà nề pha hoàn gia ta gia bà tờ qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chavanas thuộc dục giới liên hợp với suy kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm, chuẩn bị, Parikamma, cận hành, Upachara, thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh, Gotapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4, 2, thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm Chavana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rê Manaya đi quý phụ Ta mà làm ba năng A ba ra thăng A gá chá tí Ta tổ ba răng Pha hoàn gá chá la na Mano đoà ra Quá chí na quá chá quá na Quá xà nê ta đà sầm Mano ba ca ní Ba quá tàn tí ta tờ ba rằng phá hoàn các bà tờ a vi phụ tề ba nà làm ba nề cha quan nà qua xà nề phá hoàn các bà tờ qua hồ tì nà thi tắc đà làm ba nấp bà đồ tích. Trong ý mong khi một đối tượng sạp vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát thì chặt
quanh gá dao động, ý mong hướng tâm và chá quanh nạ chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá, sau khi luồng chá quanh nạ chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vittichitta ni tê nê và chích tập bà đà đa sê đi ta biệt ta rê na ba nét thề ca cha ta lê ba quy pha qua về ayamet ta ba rít ta cha quan na qua rô. Ba cách, ba phương cách và mười loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng sau khi vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Na Phụ. Abana Vi Chi Chích Tập Ba Quá Ti Na Dô Tiến Tình Trăm An Chỉ. Dạ, bản chánh văn đã hết đoạn 1. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Nhật Bình có đọc sai kinh xin thầy và đạo tràng chỉ dạy, mắt Nhật Bình nó nhìn chữ không có được rõ lắm. Dạ, Nam Mô Bích Hà, dạ mến chào Hà. Dạ, còn vị nào chưa trả bài kính mời bằng tay ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài đoạn 2. Tathāso manassasahagata cawana nantarang appana biso manassasahagata Tí khả càn khi tắp bà U bách khả sá há gá tá chá quá nà nàn tá ràng U bách khả sá há gá tà quá tắp thà bí cú sá lá chá quá nà nàn tá ràng cú sá lá chá quá nàn chê quá hét thí mạnh chá phá lá tá giá mắp bề tí kri dà chá quá nà nàn tá ràng kri dà chá quá nàn A rahat ta phá lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một trả quá ná với thọ hỷ, một trả quá ná appana sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một trả quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trả quá ná appana liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trả quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện và trong trường hợp chứng ngộ sa mà bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đó thì sa su kha bùn nhầm hà đà đa sô bát khá cà pa rằng su khi ta kriya tô áp tha cha sam phồn tí u bát khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hệ tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiện duy tác sắc cộng 4 thiện a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả.
Bhutotranna-nasekha-nang-ka-ma-punya-ti-he-tu-to Ti-he-tu-ka-ma-kriya-to-vita-ra-ga-nang-appa-na Ayamettha-ma-no-dva-re-vi-thi-chit-ta-pa-wa-ti-na-yo Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập, sê khá, tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xa thứ. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã hoàn hỷ đọc ha. Dạo này ai đọc cũng khá hết ha. Giỏi. Rồi, giờ mời một vị nào đó lên trình bày cái bài từ rồi ha. Ai tình nguyện lên, xung phong lên. Nói lại cái bài từ rồi để mình tiếp tục ha. Rồi, mời Nguyên Nhân. Dạ thưa thầy, kính mời cho Nguyễn post bài cho Nguyên. Lộ đắc đạo, Magga-vi-thí có hai loại. Lộ đắc sơ đạo, phàm chuyển tộc thánh là số 1. Số 2 là lộ nhị tam tứ đạo, tức là tu tiến lên đạo cao. Một là lộ đắc sơ đạo, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, một sát na đạo và hai sát na quả, tức là quả quả. Người lợi căn thì bỏ sát na chuẩn bị. Sát na tâm có 8. Tức là có kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả. Chặn là có 2, gồm có kháng ý môn và cháo quá ná. Thứ tâm có 15, gồm có kháng ý môn, 4 tâm thiện, dục giới hợp trí, 5 tâm sơ đạo, 5 tâm sơ quả. Người thì có 3, tức là người phàm tâm nhân, người sơ đạo và người sơ quả. Cõi thì có 3, 11 cõi trừ đi 4 cõi khổ, trừ đi 5 cõi tịnh cư. Trừ 1 cõi vô tưởng, trừ 4 cõi vô sắc, tức là mình lấy 31 trừ 14, còn tổng cộng 17 cõi. Số 2, lộ đắc ba đạo cao, lộ tâm gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng. Sao trong chỗ này em không có để cái kháng ý môn á Châu ơi, em thiếu một cái rồi. Hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, rồi tới kháng ý môn. Rồi mới tới chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tiến bậc, đạo, quả và quả. Sắc na có 8, thì gồm có kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tiến bậc, đạo và quả quả. Chặn có 2, kháng ý môn, cộng với động lực hay là động tốc. Dạ đúng rồi, Sa Thú Châu.
Bây giờ mình đến thứ tâm thì có 35 tâm, gồm có kháng ý môn, 4 thiện dục giới hợp trí, 5 nhị đạo, 5 tam đạo, 5 tứ đạo, 5 nhị quả, 5 tam quả và 5 tứ quả. Người có 7, người nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cõi có 26 cõi vui hữu tâm, gồm 31 trừ 4 cõi khổ và trừ 1 cõi vô tưởng. Ghi chú, động lực luôn là 7 sát na. Người lợi căn bỏ sát na chuẩn bị thêm 1 quả, vì lộ trình tâm không có cận hành cho nên thêm 1 quả. Dạ con xin sám hối, vì lỗ tâm không có sắc na chuẩn bị cho nó thêm một cái quả. Cảnh của các tâm thiện, dục giới tịnh hảo. 3 sắc na chuẩn bị, cận hành thuận thứ, có cảnh là một trong 3 đặc tướng thuộc hữu vi pháp. Vô thường tướng, anicca, lakkhana, khổ tướng, dukkha lakkhana, và vô ngã tướng, anatta lakkhana. Riêng sắc na chuyển tộc, tiến bậc lấy niết bàn làm cảnh, nhưng chưa có khả năng sát trừ kiết sử phiền não. Cảnh của các tâm đạo không hề khác nhau, dù có cao thấp khác nhau theo bậc thánh, nhưng niết bàn không hề khác. Phiền não sát trừ, sơ đạo sơ quả, tà kiến và nghi cùng 4 đường ác đạo đoạn tận. Nhị đạo nhị quả, giảm bớt dục ái và sân. Tam đạo tam quả, diệt tuyệt dục ái và sân. Tứ đạo tứ quả, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật, vô minh đoạn tuyệt. Phân định trí, vị tri quyền, ái nhành nhà, tanasami, tình trí già. Trí sơ đạo đang sát trừ phiền não, chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, biết cái chưa từng biết. Dĩ tri quyền, anh nhìn trí giá, trí sát trừ phiền não từ sơ quả đến A-la-hán đạo, biết cái đã từng biết. Cụ trí anh nhà tà huỳnh trí giá, trí trong A-la-hán quả, biết hoàn toàn, biết đầy đủ trọn vẹn cảnh niết bàn. 4 tâm đạo chỉ sanh một lần sát na, sanh sau liền kề 2 hoặc 3 quả thuộc vô gián duyên. Tâm đạo là sát trừ phiền não, tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tác liệm. Dạ con đã đọc xong, Nguyên Như con xin dâng bút lại cho thầy kinh nè. Rồi, xa thứ, rồi cảm ơn Nguyên Như. Quý vị nghe rõ mà, alo. Alo, 1, 2. Mời quý vị. À, lần sau Nguyên Như đọc, đừng có chuẩn bị sẵn nha, lên cái vở rột rẹt lên vở rột rẹt nghe nổi da gà thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái đề mục là sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Sự tương quan giữa các quyền và tam tướng, là tương quan giữa các quyền với tam tướng vô thường khổ vô ngã đó. Sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Thứ nhất, tính quyền mạnh, hai chấm. Tính quyền mạnh. Quán vô thường tướng, đắc sơ đạo, gọi là bậc tùy tính hành. Quán vô thường tướng, đắc sơ đạo, gọi là bậc tùy tính hành. Phải. Từ sơ quả đến A-la-hán tính giải,
từ sơ quả đến a la hán quả gọi là bậc tính giải. Rồi đúng rồi, tức là về tính quyền mạnh, tức là một vị mà tu tập mà quán về vô thường tướng mà với cái niềm tin mạnh, với cái tính mạnh khi mà đắc sơ đạo thì được gọi là tùy tính hành, tức là tùy theo do cái niềm tin đó mà đắc được thì gọi là tùy tính hành. Rồi mà từ sơ quả, tức là sơ đạo xong rồi tới sơ quả, thì từ sơ quả mà đi lên đạt đến a la hán quả thì lúc đó gọi là bậc tính giải. Là những cái danh từ mình cần phải được biết ha, bậc tính giải. Rồi xuống dòng định quyền mạnh, hai chấm, định quyền mạnh. Quán khổ tướng, đắc bốn đạo và bốn quả. Quán khổ tướng, đắc bốn đạo và bốn quả, gọi là bậc thân chứng, gọi là bậc thân chứng. Định quyền mạnh, quán khổ tướng, đắc bốn đạo và bốn quả, gọi là bậc thân chứng. Rồi, sử dụng tuệ quyền mạnh, quán vô ngã tướng, đắc sơ đạo, gọi là tùy pháp hành. Phải, tuệ quyền mạnh, quán vô ngã tướng, đắc sơ đạo, gọi là tùy pháp hành. Phải. Bảy đạo cao tiếp gọi là bậc kiến đắc. Bảy đạo cao tiếp gọi là bậc kiến đắc. Rồi, đó là tuệ quyền ha. Thì như vậy chúng ta có ba cái quyền: tính quyền, định quyền và tuệ quyền. Quán theo vô thường tướng, quán theo khổ tướng, quán theo vô ngã tướng. Thì người mà có tính quyền mạnh đó, thì người ta lấy cái vô thường tướng ta quán, chứ người ta không lấy quán khổ tướng và không không lấy vô ngã tướng, mà ta lấy vô thường tướng. Bởi vì về cái tính quyền nó có cái sự khác về cái định và cái tuệ. Về định quyền thì ta dùng cái đề mục khổ mà quán về cái khổ tướng, nhưng mà tuệ quyền thì là trí tuệ mạnh thì ta quán về vô ngã tướng. Thì chỉ có tuệ quyền mới thấy được cái trí tuệ, mới mạnh, mới đủ thấy được cái vô ngã tướng. Thì vậy tính quyền thì quán về vô thường, nhưng mà định quyền thì quán về khổ, mà tuệ quyền thì quán về ngã tướng. Thì đó là ba cái mà trong chú giải để cho mình biết là ba cái hạng người mà có những cái quyền mạnh như vậy, để mà nương vào ba cái đối tượng vô thường, khổ, vô ngã mà quán để thành tựu đạo quả. Rồi xuống dòng sự trở lại của bậc thánh sơ quả. Sự trở lại của bậc thánh sơ quả. Rồi xuống dòng tuệ quyền mạnh, hai chấm. Một lần cỏ dục bằng nhất sanh dự lưu. Tuệ quyền mạnh, một lần khổ dục bằng nhất sanh dự lưu. Nhất sanh dự lưu, tức là người nào có cái tuệ quyền mạnh đó, mà chứng đắc sơ quả đó, thì chỉ sanh là một lần thôi, nhất sanh dự lưu. Rồi số 2 xuống dòng, tuệ cạnh cái tuệ định ngang nhau. Tuệ định ngang nhau. 2 đến 6 lần, lục sanh dự lưu. 2 đến 6 bằng lục sanh dự lưu.
Rồi ngang nhau 2.2 đến 6 bằng lục xanh dự lưu. Khi mà tuệ định ngang nhau thì có thể là trở lại cõi dục là từ 2 cho đến 6 lần, gọi là lục xanh dữ luôn. Rồi xuống dòng tuệ quyền yếu 2.7 lần và thất xanh dữ luôn. Tuệ quyền yếu 7 lần thất xanh dữ luôn. Thì như vậy do cái tuệ quyền mạnh hay là yếu thì nó đưa đến cái sự mà tái sanh một lần, hai lần, ba hoặc là bảy lần có dữ luôn. Thì như vậy tội quyền yếu thì bảy lần thất sanh dữ luôn. Gì đây? Có gì? Vô cõi nào đây? Đâu có cõi nào đâu. Sanh về cõi dục đó là cái người nào mà tuệ quyền mạnh á, thì một lần sanh về cõi dục thôi, rồi xong nhập bàn là đắc lên những cái tầng thánh cao là đi luôn. Còn tuệ mà định ngang nhau thì từ 2 đến 6 lần, có thể 2 lần, có thể 3, 4, 5, 6 lần. Thì ta cho tối đa là lục sanh dị luôn, là 6 lần. Ok, rồi tuệ quyền yếu thì 7 lần, là thất sanh dị luôn. Còn có người mà những như vị bà Quý Sa Kha vậy đó, anh như bà lên trên cõi trời, bà lên đó, bà nguyện sao đó, bà lên đó bao nhiêu lâu đó thì cũng chưa đọc rõ vấn đề đó thì mình cũng không biết sao. Nhưng mà đây trong chú giải nó cho mình biết là có ba cái cách này. Tuệ quyền mạnh thì nhất sanh dữ luôn, tuệ định ngang nhau thì từ 2 đến 6, và tuệ quyền yếu thì 7 lần. Và những vị mà Tu Đà Quân tái sanh 7 lần gọi dục giới. Cái này là tự nhiên nha, này tùy cái này là thể thể quyền yếu là phải 7 lần thất sanh vậy luôn. Những người mà sanh 7 lần như vậy đó là thất sanh vậy luôn, tối đa là 7 lần thôi. Và trở về cõi dục nha, còn nó không phân cõi dục ở khác à, vấn đề này nó có những cái sự khác nha. Tức là trở về cõi dục giới là gì, gọi những giới gì cõi người này kia đó thì đó là 7 lần, còn những vị mà ở trên cõi sắc giới bốn giới thì nó khác à. Đó là ở lâu lắm. Được chưa? Cô Nhật Bình chép xong chưa? Rồi, đây là cho mình biết về cái sự trở lại của những bậc thánh sơ quả nương vào trong cái tuệ quyền mạnh hay yếu, nó đưa đến cái sự sanh trong đời sống về cõi dục 6-7 lần, tối đa là 7 lần ha, trở về cõi dục thôi. Còn những ở trên cõi khác thì đã ở bao lâu tùy theo cái phước báo của họ ha. Còn về cõi dục, riêng về cõi dục là nếu mà người nào có trở về cõi dục thì tối đa là thứ 7 là chấm dứt luôn, là niết bàn luôn. Đó là như vậy. Rồi xuống dòng lộ phản kháng đạo. Lộ phản kháng đạo. Là lộ khi mà đắc đạo xong là mới phản kháng lại ha, tức là quay lại quán chiếu lại, lộ đắc đạo thì là lộ phản kháng đạo. Thì mình xuống dòng kia, tiếp theo tâm lộ đắc đạo. Tiếp theo tâm lộ đắc đạo. Phải. Hộ kiếp sanh khởi. Hộ kiếp sanh khởi chấm 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 chấm. Nó nhiều kìa, nhiều hộ kiếp ha. Tiếp theo tâm lộ đạo hộ kiếp sanh khởi chấm chấm. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Có phận sự xem xét phản kháng lại lộ đắc đạo. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Có phận sự xem xét phản kháng lại lộ đắc đạo.
phản kháng bại lộ đắc đạo, gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Phản kháng lại lộ đắc đạo gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Phải là tâm lộ phải cái nào rồi ghi lại một dọc luôn cho dễ đọc ha, dễ thấy ha. Thì lộ phản kháng đạo này đó, tức là khi mà một người đắc đạo, ví dụ đắc sơ đạo xong rồi đắc lộ đắc đạo sơ quả xong rồi đó, thì hộ kiếp sanh lên xong liên tục bao nhiêu hộ kiếp rồi tới một lộ ý môn sanh lên. Cái lộ ý môn nha, chứ không có ngũ môn nha, nó lộ ý môn nó khởi lên. Cái lỗi môn nó sanh sau cái lỗi đắc đạo đó, thì nó khởi lên là để cái nhiệm vụ nó quán xét lại, nó xem xét lại, nó dò xét lại cái những gì mình đã đắc. Thì được rồi, thì khi mà phản kháng lại xem cái lỗi mà mình đã đắc rồi đó, thì cái lỗi đó được gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Phản kháng đạo chứ không phải là lỗi đắc đạo nha, nó là lỗi phản kháng, là quay lại là phản kháng lại, xem xét lại. Sanh sao đúng rồi, sanh sao lộ đắc đạo đắc quả, đắc đạo quả liền mà, đắc đạo quả liền. Thì như vậy là tâm, cái tâm lỗi môn khởi lên mà để mà phản kháng xem xét lại cái lộ đắc đạo đó, thì nó được gọi là lộ phản kháng, lộ phản kháng đạo, chứ không phải nó là lộ đắc đạo ha. Nó đi sao á, nó sao nó giống như xong rồi dò lại xét lại coi mình đắc cái gì đó. Thì như vậy đó là lộ phản kháng đạo. Rồi xuống dòng, đánh cái ba thị đầu dòng. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí, làm phận sự động lực, phản kháng trong ba lộ, sơ, nhị, tam đạo. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí, làm phận sự động lực, phản kháng trong ba lộ, sơ, nhị, tam đạo. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng cái lộ phản kháng này, cái động lực của nó là tâm thiện dục giới hợp trí, tức là bốn tâm thiện giới hợp trí, chứ nó không phải là những cái tâm đắc đạo ha. Rõ ràng đây là nó dùng là tâm dục giới thì tâm thiện giới hợp trí đó làm động lực để nó quán xét lại, để nó xem xét lại làm trong ba cái lộ đó, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo thôi, tới ba đó là dùng tâm dục giới hợp trí. Rồi xuống dòng, đánh qua thiệu dòng. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, làm phận sự phản kháng cho tứ đạo. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, làm phận sự phản kháng cho tứ đạo. Okay. Cho lộ tứ đạo bây giờ. Cho lộ tứ đạo. Nói tứ đạo là mình phải hiểu, đạo quả đi liền ha. Bốn tâm di tác dục giới hợp trí, làm phận sự phản kháng cho tứ đạo. Rồi, vì sao mà lộ tứ đạo này mà cái tâm phản kháng nó lại là bốn tâm di tác dục giới hợp trí vậy, mà nó không là bốn tâm thiện dục giới hợp trí theo quý vị, thì tại sao dùng cái tâm di tác? Rồi, xa thú, bởi vì này là đắc đạo quả là thành A-la-hán rồi, đã trở thành vị ánh A-la-hán rồi. Thành ra những cái mà tu đồ quần, tu đồ hàm, hà nó hàm, những vị đó, đó là, thì còn dùng cái tâm thiện giới hợp trí tới bậc A-la-hán rồi đó, thì những cái tâm dục giới hợp trí này, tâm thiện giới hợp trí này nó không còn nữa.
tâm thiện mất luôn ha, chỉ còn xài tâm di đắc thôi. Tức là bậc A La Hán không còn những cái tâm dục giới hợp trí tâm thiện nữa, mà lúc đó những cái tâm của những vị này đã trở thành là tâm di đắc hết, không còn xài những cái tâm thiện dục giới hợp trí nữa. Cho nên là trong cái bản điều nó là mình xóa mấy cái đó đi ha, bậc A La Hán xóa mấy cái tâm đi ha, không xài cái nữa ha, xài di đắc thôi. Đó là cái đặc biệt mà chúng ta phải ý ha. Rồi có một số chú giải người ta cho là cái động lực mà ly trí đó, cái động lực ly trí cũng có thể làm vận sự này. Ta cho là động lực ly trí cũng có thể làm vận sự phản kháng lại để quán xét cái lộ đắc đạo này. Nếu mà người đó mà được có cái sự tu tiến thuần thục thì cái này là mình chỉ ghi nhận vậy thôi ha. Chứ mà mình cũng không biết sao, nhưng mà theo chúng ta thấy thì ly trí thì chắc làm sao mà làm được vấn đề này. Dù tại khi mình đắc đạo đắc quả rồi đó, thì là trở thành thánh nhân rồi ha, thì đắc thành thánh nhân thì thuần thục gì nữa, đắc rồi cái là xong rồi ha. Nhưng mà mình cũng ghi nhận là động lực ly trí cũng làm phận sự này, nếu không có sự tu tiết thuần thục thì người ta cho là như vậy, người ta lý giải là như vậy. Nhưng mà mình thấy vấn đề mà khi mà người mà đắc rồi, thí dụ như Như Hà hay là Châu Nguyễn, cô Dịch Quỳnh đắc tu đồ quần rồi, đắc rồi thôi chứ thường thuận gì nữa, đắc bột thành thánh rồi xong rồi. Phản kháng lại liền cái đó là phải là động tốc ly trí, động tốc hợp trí. Dùng động tốc ly trí thì thấy nó hơi không hợp lý ha. Nhưng mà chú giải tôi như vậy thì mình cũng ghi nhận vậy, cũng ghi nhận biết, nhưng mình để đó. Rồi nó là như vậy. Rồi bây giờ lộ tâm hai chấm, lộ tâm của cái này ha, của cái tâm phản kháng này, lộ tâm Giang Nhật Hà này, Tiểu Long ha, Giang Nhật Hà này, Tiểu vậy, chắc bị vợ phạt hoài cho nên Tiểu Long diễn, phải không? Lộ tâm hai chấm, lộ kiếp rúng động, chiếc dòng kháng y môn, bảy động lực, lộ kiếp trở lại, nhiều vị đắc bụt bụt đắc mà nghe nổ luôn, nghe nổ bụt 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 lộ kiếp, lộ kiếp rúng động, chiếc dòng kháng y môn, bảy động lực, rồi lộ kiếp trở lại liên tục đó. Thì cái lộ trình tâm của cái tâm lộ phản kháng thì vô lỗi, tức là kháng ý môn, tức là không dẹp luôn ngủ qua bên ha. Thì này vô lỗi là bảy cái sanh na động lực, tùy theo như nãy mình nói ha. Một là trong một trong bốn tâm thiện dục giới hợp trí cho phản kháng lại sơ nhị tam đạo, một trong bốn cái di tác hợp trí thì phản kháng lộ tứ đạo, thì đó là cái lộ tâm về lộ tâm phản kháng, về phản kháng đạo. Cho chúng ta lộ trình tâm nó đơn giản vậy thôi, nó cũng giống như lộ tâm bình thường ha, kháng y môn bảy sắc na động lực bình thường ha. Rồi chép kịp chưa cô Nhật Bình ơi, cô Meta ơi, cô Trần Đạo ơi? Cô Trần Đạo lúc sau mà thấy hình như có chuyện gì hay sao, nhà có gì sao thấy buồn buồn, lên room không còn vui gì trước nữa. Cô Trần Đạo có gì tâm sự cho bà con người ta biết. Thấy có buồn buồn nó lên, cái buồn nó nói và âm sắc cũng buồn. Bạn coi Nhật Bình, Trần Đạo cũng buồn. Bạn Đạo phải tìm hiểu. Rồi gặp Aladdin cho lại. Nào điên cái này viên tới mà. Rồi ha, kịp phải không? Rồi tiếp tục. Mình nói tiếng Việt người ta không biết đâu. Phản kháng lộ đạo có năm cách. Buồn vì Covid hả? Covid ai cũng vậy, buồn gì có gì là buồn. Nhờ Covid vậy mà mới ở nhà, ở nhà lo cho con cái này kia, gần gũi con cái ha.
Có thì giờ nhiều hơn, không có Covid đi ra ngoài đi tắm cũng mệt lắm. Rồi, phản kháng lộ đạo có 5 cách. Phản kháng lộ đạo có 5 cách. Một, phản kháng đạo vừa chứng đắc. Phản kháng đạo vừa chứng đắc. Hai, phản kháng quả vừa đạt thành. Phản kháng quả vừa đạt thành. Thứ ba, phản kháng niết bàn được chứng ngộ. Phản kháng niết bàn được chứng ngộ. Bốn, phản kháng phiền não đã xác trừ. Phản kháng phiền não đã xác trừ. Năm, phản kháng phiền não còn dư sót. Phản kháng phiền não còn dư sót. Rồi, như vậy ta cho mình biết có 5 cái loại, 5 cái phương cách phản kháng. Một là phản kháng đạo vừa chứng đắc, hai là phản kháng quả vừa đạt thành. Tức là phản kháng lại quan sát lại đạo với quả, đạo thì vừa chứng đắc, quả thì vừa đạt thành. Rồi phản kháng là cái niết bàn vừa mới chứng ngộ, tức là được chứng ngộ, do đắc đạo đắc quả chứ phản kháng là cái niết bàn được chứng ngộ. Rồi tiếp theo là phản kháng phiền não đã xác trừ. Là những phiền não nào mình đã xác trừ, phản kháng là quan sát lại. Rồi hoặc là thứ năm là phiền não mà còn dư sót, và quan sát lại cái phiền não còn dư sót. Thì như vậy, trong vấn đề này nó có những cái loại tâm để đảm nhận, là trong năm cái cách này nó có những loại tâm đảm nhận nhau ha. Thì bây giờ mình ghi tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng. Tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng. Tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng. Thứ nhất, ba cách đầu, hai chấm. Ba cách đầu tức là 1, 2, 3, ba cách đầu. Phản kháng đạo vừa chứng đắc, phản kháng quả vừa đạt thành, phản kháng niết bàn đã được chứng ngộ, là ba cách đầu, hai chấm. Ba cách đầu. Do tâm động lực hợp trí đảm nhận. Do tâm động lực hợp trí đảm nhận. Mở ngoặc thiện di tác. Mở ngoặc. Do tâm động lực hợp trí đảm nhận thiện di tác. Rồi, tức là ba cái cách đầu, tức là phản kháng đạo, phản kháng quả đạt thành, phản kháng niết bàn, tức là ba cái này thì người ta dùng là động lực hợp trí, tức là dùng cái tâm động lực hợp trí, tức là nếu mà còn là chưa phải là bậc A-la-hán
thì lúc đó là tâm thiện, dụng giới hợp trí thiện, động lực thiện, để nó quán sát về ba cái này, một hai ba cái này. Còn nếu là bậc A La Hán thì dùng tâm di đắc quán sát về ba cái phản kháng này. Đó là cái vấn đề là ba cái cách đầu tiên, ba cái cách đầu một hai ba là do động lực có trí đảm nhận, là thiện hoặc là di đắc đảm nhận. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải được hiểu như vậy ha. Nắm được quý vị. Hello. Alo, cô Nhật Quỳnh, cô Meta, cô Trần Đạo, Tiền Vũ, ông Mai. Được hết ha? Dễ ha? Dễ ổi ha? Rồi Nguyễn Như đã bắt rồi, Châu Nguyễn đã bắt luôn rồi. Được không? Chỉ cần hiểu thôi là ăn tiền đó. Hiểu là nổ bụp 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 liền ha. Còn gì đó, Giang Nhật Hạ hiểu không? Hiểu là nổ bụp bụp liền. Hiểu nổ bụp. Rồi ok, đó là ba cách đầu ha. Rồi cách thứ tư, xuống dòng cách thứ tư hai chấm. Cách thứ tư hai chấm. Phản kháng việt nam là giỏi, xà thú giỏi. Từ do bậc tứ đạo quả đảm nhận cùng với ba đạo quả trước, do bậc tứ đạo quả đảm nhận cùng với ba đạo quả trước. Nghĩa là thư ký siêu sao ha, thư ký siêu sao cùng với ba đạo quả trước. Rồi tức là cái thứ tư là gì, là phản kháng phiền não đã sát trừ, thì bậc tứ đạo quả trước thì là đã sát trừ phiền não, thì dùng cái tứ đạo quả này ha, là bậc tứ đạo quả này đảm nhận, thì lúc đó là dùng cái tâm gì Hello. Tứ đạo do bậc tứ đạo quả đảm nhận, quán xét về phiền não đã sắc trừ, là dùng cái lộ phản kháng tâm. Động tác là cái gì? Động tác gì chị ơi? Rồi đúng rồi, bốn cái di tác tâm tố hợp trí, bốn di tác hợp trí là thuộc về tứ đạo quả nãy mình mới nói phần trên đó. Rồi cái ba đạo quả trước, sơ nhị tam, thì dùng gì? Bốn thiện dục giới hợp trí, đúng không? Thì cũng giống như cái trên đó ha, mình học mới giờ nói xong thì là mình phải đưa xuống dưới là mình biết liền ha. Muốn ghi chú thêm ghi, còn không thì khỏi cần ghi, mình cũng biết ha, là đọc cái này là mình biết. Rồi giờ cách thứ năm hai chấm. Cách thứ năm. Thứ năm là gì? Ghi ra coi. Phiền phản kháng phiền não còn dư sót. Rồi, ok. Thì giờ phản kháng phiền não còn dư sót thì đạo quả nào là làm việc này quý vị? Bậc nào làm việc này? Hello. Sơ đạo có không? Sơ đạo có không? Thánh hữu học, tứ quả không cần. Phiền gì đây, tứ quả không cần phiền nào. Sao tứ quả? Ý gì?
Rồi, ok. Cách thứ năm là chỉ có ba đạo quả thôi, trừ tứ đạo. Chỉ có ba đạo quả, trừ tứ đạo quả, vì phiền não còn dư sót. Ha, cách thứ năm ghi vậy ha. Chỉ có ba đạo quả, trừ tứ đạo quả, vì phiền não còn dư sót. Thì bậc thánh tứ đạo quả đó không còn phiền não dư sót nữa. À, cho nên cái cách thứ năm là không có, chỉ có bốn cách đầu thôi ha. À, cho nên mình phải được hiểu rõ ràng như vậy, tức là bất ghi trước còn ghi thêm câu cuối nữa cho mình chua thêm câu chót cho nó rõ ràng. Chỉ có ba đạo quả trừ tứ đạo quả vì phiền não còn dư sót. Dòng rồi cách cái đầu dòng cái nữa, vị thánh tứ đạo không còn phiền não dư sót. Vị thánh tứ đạo không còn phiền não dư sót, nên không có cách thứ năm, chỉ có bốn cách phản kháng. Nên không có cách thứ năm, chỉ có bốn cách phản kháng. Chỉ có bốn cách phản kháng. Rồi, bậc thánh tứ đạo thì không còn phiền não dư sót nè, cho nên chỉ là cách thứ năm thì không có, lại còn dư sót thì không có, thì chỉ có bốn cách trên ha, bốn cách phản kháng. Rồi, xuống dòng. Bị kẹt chưa? Alo. Vì nắm được hết cái phần chỗ này không ha? Về cái phản kháng này không? Hello. Nắm được ha? Là phản kháng dễ ha. Cô Nhật Bình đưa cái bông bự lên đó là số 1 luôn ha. Tức là không còn dư sót nữa. Là phiền não trong ta không còn dư sót. Là dứt khoát không để dư sót bất kỳ cái gì. Cho nên là ta không cần cách thứ năm. Cô Nhật Quỳnh là số 1 rồi ha. Hy vọng là quý vị đạt được là tới cái tầng mà không còn phiền não dư sót nữa, khỏi mất công phản kháng rồi phiền não còn dư sót, nó mệt mỏi quá ha. Cô Nhật Quỳnh nè, cô Trần Đạo nè, cô Mích Ta nè, gì đó mấy cô lớn tuổi đắt trước người ta nhờ cái này. Cho mấy trẻ noi gương đi theo, thư ký này viết đang viết nghe, vừa viết vừa nghe cái đắt một búp luôn cái quý vị, coi chừng thư ký là rình chứ cũng ghê lắm. Đắt nào không hay thì cẩn thận nha. Nghe đạo, nghe pháp, nghe mà ghi lại là dễ đắc lắm, đắc nhanh lắm. Thinh văn mà vừa nghe mà vừa ghi lại một thinh văn đắc lạ lắm. Sơ quả trước hay chắc ăn ha, đắc sơ quả trước làm tu đồ ẩn trước, theo gương bà Quý Sa Kha trước chặt cú ha, vô được đó thôi khỏe ra là say goodbye này, goodbye bốn đường ác đạo luôn, goodbye chấm dứt. Giờ nghĩ đó cái cảnh quý vị, không biết quý vị sao nhưng nghĩ đó cái cảnh mà còn luân hồi trong bốn đường khổ luôn, thấy ngao ngán quá, ngao ngán. Còn đằng đây cũng ghi nha, quên vậy Nguyên Như cũng đắc tới giờ, Nguyên Như cũng sắp đắc rồi. Ừ, nghĩ đến đó giờ không biết làm sao, giờ mình tu kiểu mà lết như giống mình, không biết chừng nào mới giữ thoát được cái vụ này. Kệ, do phước báo mình tu học được, nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho trí tuệ mình trong nhiều đời nhiều kiếp tu học được các sanh sớm thành tựu ha, để mau chứng đắc được tu đồ quần, chứ cái đã là tính gì tính ha. Như có vốn chắc cứu
Đây xa thú ha, nguyện mong tất cả mọi người trong đây, trong room này, có mặt trong room này, đắc bụp hết, nổ bụp hết, tu được quên hết, cái mình ăn mừng. Mình phản kháng lại, cái mình ăn mừng, chúc mừng thành tựu tu được quên đạo quả hết. Giờ nghĩ tới người tưởng tượng đọc kìa, bây giờ không biết đọc mấy cái bài kinh, kinh về kinh ngạ quỷ sự, hoặc là những cái kinh mà sanh làm những cái loài bàn xanh này nghe đó, thấy ớn quá. Đọc ngán, giờ nghĩ tới ngán ngẩm luôn. Rồi giờ còn đoạn cuối cùng, tuệ phản kháng có 19 thứ, hai chấm. Tuệ phản kháng có 19 thứ, hai chấm. Tuệ phản kháng có 19 thứ. À, tức là ta cho biết tuệ phản kháng có 19 thứ ha. Giờ xuống dòng, ba lộ đạo của vị thánh hữu học nhân cho năm bằng 15 tuệ phản kháng. Ba lộ đạo của vị thánh hữu học nhân cho năm bằng 15 năm mà 15 à, 15 tuệ phản kháng, 15 tuệ phản kháng. Rồi xuống dòng, riêng lộ tứ đạo có 4, riêng lộ tứ đạo có 4, tứ đạo cái thứ năm bỏ không lấy ha, chỉ có 4 thôi, riêng lộ tứ đạo có 4, riêng lộ tứ đạo có 4 tuệ phản kháng. Quyền vào từ đạo có 4 tuệ phản kháng. Rồi như vậy tổng cộng có 19 lộ phản kháng. 19 lộ phản kháng đạo. Có 19 lộ phản kháng đạo. Tổng cộng có 19 lộ phản kháng đạo. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong cái phần mà lộ phản kháng đạo, cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái cách mà phản kháng về đạo quả, cho chúng ta biết là những vị đắc đạo từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó, là những cái đó có những cái sự phản kháng, xong xuôi hết rồi đắc được cái đó xong và phản kháng lại, giống như mình quen quán chiếu lại những cái gì mình đã học nãy giờ, mình suy xét lại, học xong rồi mình đi tới đây là mình xong cái lộ đắc đạo quả rồi ha. Bây giờ là ai cũng đắc rồi ha, đắc đi bàn hết rồi, đắc xong nghỉ học, đắc xong học chi nữa, những gì đã làm đã xong ha, đặt gánh nặng xuống ha, không còn phải làm nữa, không còn phải tu học gì nữa, phải rè ha. À, thì hôm nay là chúng ta là xong được đắc được cái niết bàn. Đắc được niết bàn. Giờ mình suy xét về những cái đời sống mà tu học của mình đó, cái gì mỗi ngày á, tất cả chúng ta suy xét về cái những cái phước gì mình làm á, từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Cái gì ngồi thiền á, ngồi xuống mình ai gì mình thiền gì mình quán mình quán xét về mình làm được cái gì, chẳng hạn như là bố thí hay là mình trì giới hay là mình làm những việc phước thiện nào đó, chẳng hạn như là thư ký ghi chép bài ấy, hoặc là mình học bài, mình lớn, mình đọc kinh, đọc sách, mình nhớ là những phước thiện nào đó, mình gom lại, mình ráng mình ngồi mình tịnh tâm, mình gom hết phước, tất cả những phước mình đã làm, ngồi suy nghiệm cho nó thấu đáo, cho nó rõ, phản kháng lại cho nó rõ ràng ha, rồi xong xuôi mình phản kháng lại, xong cho mình nguyện, phải khác lại sao cái mình chú nguyện, tập trung mình chú nguyện, mình chú nguyện
Do tất cả những phước báo này mình tu học từ xưa tới giờ đó, do cái năng lực này, do cái pháp bảo, gọi là năng lực pháp bảo này nguyện cho mình sớm thành tựu và chứng đắc được đạo quả Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại này. Mỗi đêm thì quý vị mình có thiền, quý vị mình có tập thiền như vậy, thì mỗi tối trước khi thiền mình ngồi mình quán chiếu trước, mình phản kháng lại hết những cái gì mình học xong xưa, mình nguyện con gái nguyện cái đắc bộ bột liền đó là một cách rất là lợi ích cho quý vị. Quý vị cứ ngồi phản kháng mình nhớ lại những cái điều tốt lành ha, những phước thiện mình tập hoài cho nó thành tựu về ước nguyện mình. Thì do phước báo mà chúng ta học, học vì pháp, vì pháp có năng lực ghê lắm. Trong kinh mà những ngài Sư Đức Tá nói mà khi mà những người mà tụ họp lại mà để mà đàm luận về vi pháp á, mà những bậc thánh và những bậc mà cao nhân người ta ngồi đàm luận vi pháp á, thì cả một khu rừng sáng chói luôn, và cả khu rừng đó nó phát sáng luôn. Mà thấy là cái năng lực của những bậc trí mà ta luận về vi pháp rất là dễ sợ. Cho nên đó là cái quy lực của cái vi pháp. Cho nên mình thấy là cái đó mình thấy là cái giống như mà thần thông đặc biệt không, rất là xa hữu. Mình bây giờ mình có trong room này ai cũng có phần phước cúng dường những cái ghế bồ đoạn ghế mà cho chùa đó, mấy ghế đó để cho ai mà ngồi đàm luận vi pháp đó, thì tất cả chùa đó đều được sáng chói, đều được sáng chói xa hữu hết. Đó là rất là lợi ích. Dạ, thì cầu mong cho tất cả chúng ta này do những phước thì mình làm mình gom hết, nguyện được thành tựu để tránh khỏi bốn cái con đường là ma quỷ, bốn cái con đường mà đem đến sự sầu bi khổ ưu não cho chúng sanh, đóng lại hết mấy con đường đó do phước mình học ha. Rồi như vậy hôm nay là mình học tới đây ha. Tuần sau là mình học về lộ thiền cơ và lộ hiện thông, lộ thiền cơ và lộ hiện thông. Thiền cơ và lộ hiện thông. Ghi lại tuần sau đi, lộ thiền cơ và lộ hiện thông. Rồi, đó, tuần sau nhắc cái gì, cô Dực Quỳnh nhắn và nhắc cái ha. Học lộ thiền cơ, lộ hiện thông. Còn ngày mai là thứ sáu, anh Trung Nguyên Như Kỳ Viên, quý vị nào làm bài xong gửi nộp trước nha, ngày mai chuẩn bị tinh thần. Ai có làm bài thì lên thuyết trình về cái bài của mình ha. Ngày mai là nộp bài để mà thuyết trình luôn. Ai lên thuyết trình cho nó rõ ràng, mạch lạc, cho nó được nhiều lạc. Rồi, do phúc quý báo mà hôm nay chúng ta học được cái pháp này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sắc Kha. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, cho đạo tràng được học hiểu và để hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa xin thành kính tri ân thầy kinh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con sau khi sám hối con thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Ngài con nghe được âm thanh của con, cho con xin mời kính hiệu bạch ngài. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamanga na vande hang ba da phang sum va ruttamang buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần như chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uttamanga na vande hang tham anh cha Đức Vi Thần và răng tham mê yo kalito do so tham mô khamatu tăng ma măng.
con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xác tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vi tho tamang sang khe yo khali tổ đô sơ sang khô khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xác tội lỗi ấy cho con. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh. Nhà trí đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ chúng con thành kính cung thỉnh ngài ạ. Dạ thầy ơi, vậy là không có ngài trước máy rồi. Dạ, Nhật Bình kính mời thầy trở lại chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính tri ân thầy. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ne thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu bồ chi ta sa thình ca rơn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha ma cha na qua ca cha phích kha bồ sa ra mi ca đa na bất tì u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la bứ cha dê bi cha an đa sam pha qua san sê đa cha ta tha vô ba ba tí ca nêu gia ni căng thầm ma qua rằng ma tích cha tay sa bê bi đu kha sa ca rôn tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phúc ca la sang go ho tu sa mắc go qua a tha cha cha hi ta và cha am hê ca kết thứ sáp thầm mơ sáp bê vi thầm ma cha a di nơ vuột thanh sầm ba bồ nay ya ma thầm ma đi yap ba quê đi tên ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp tôn lân kiều châu quần được phần an khương chúng sanh muôn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thịnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền,
nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý và chư thiên chung quanh nhà thầy kinh, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức thầy kinh, pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sân đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, tri ân thầy kinh vì ngài đã quang lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học di diệu pháp để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài thầy kinh an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật